Không chỉ có Sapa, Lào Cai, ở Hòa Bình thì hưởng ứng năm du lịch quốc gia và kích cầu du lịch nội địa. Tại Công viên Di sản, các nhà khoa học Việt Nam tổ chức lễ khởi động du lịch vào hạ 2022 và khai trương Suối Hoa. Chương trình bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 5 và tổ chức định kỳ hàng năm tại huyện Cao Phong, Hòa Bình. Tại Công viên Di sản, công chúng sẽ tham quan Suối Hoa được trang trí bởi 5.000 giỏ hoa đa màu sắc, triển lãm trưng bày về các di sản của các nhà khoa học Việt Nam tại Bảo tàng Di sản, tham gia trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường sự hiểu biết về thế giới tự nhiên. Ngoài ra, công chúng còn được khám phá các khu lưu trú độc đáo với thiết kế độc bản hòa quyện, hài hòa với không gian núi rừng Tây Bắc.